Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày Chủ nhật 19 tây tháng 3 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 88 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một ca khúc, đó là bài hát Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ nha. Chào mọi người. Vẫn còn đây các con của mẹ, vẫn còn đây các con của cha. Con sẽ về bằng tròn dân xác, con sẽ về bằng cuốn phách linh thiêng. Dòng Kiều Long lên đỉnh Trường Sơn, từ lòng đại dương đến chân trời quê hương. Trăm con từ khắp tam phương quay về, mỗi ngày nào cùng bọc mẹ ra đi. Vẫn còn đây dung dân tiên rời, vẫn còn đây cho con là bao. 50 người cùng mẹ lên núi xây vương điện lập cuộc chiến đấu tranh, còn 50 người vượt đại dương mình cùng cha bước xây lại quê hương. Chúng con cùng chung góp máu đào từ Đồng Linh về tận miền Cà Mau. Gặp lại anh trong một ngày mới, em gặp lại em trong một ngày vui, là ngày giải phóng nước non dạng đời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Em gặp mẹ cha trong ngày hội lớn, em gặp lại nhau trong ngày Việt Nam, là ngày giải phóng nước non dạng đời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Vẫn còn đây trái tim diên hồng, vẫn còn đây máu xương Việt Nam. Con không hờn dù đời cay đắng, tâm không sơn dù lòng trắng khăn xô. Còn hồn Việt Nam là còn niềm tin, còn người Việt Nam sẽ có ngày quang. Trường Phật tươi sáng mặt trời, mai bình minh về rồi Việt Nam ơi. Xin chào mọi người nha. Vẫn còn đây các con của mẹ, vẫn còn đây các con của cha. Con sẽ về bằng tròn vân sát, con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng. Từ dòng Kiều Long lên đỉnh Trường Sơn, từ lòng đại dương đến chân trời quê hương. Trong con từ khắp tam phương quay về, như ngày nào cùng bọc mẹ ra. Vẫn còn đây cho con là bao. 50 người cùng mẹ lên núi xây vương điện lập cuộc chiến đấu tranh, còn 50 người vượt đại dương mình cùng cha quyết xây lại quê hương. Chăm con cùng chung góp máu đào từ Đồng Minh về tận miền Cà Mau. Em gặp lại anh trong một ngày mới, em gặp lại em trong một ngày vui, là ngày giải phóng nước non dạng đời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Em gặp mẹ cha trong ngày hội lớn, em gặp
là nhau trong ngày Việt Nam, là ngày giải phóng nước non giang đời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Vẫn còn đây, vẫn còn đây chưa tim diêm hồng, vẫn còn đây máu xương Việt Nam. Con không hờn dù đời cay đắng, tâm không sơn dù lòng chẳng kham sô, còn Việt Nam là còn niềm tin, còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh. Trong đêm trường phục sẵn mặt trời, mai bình minh về rồi Việt Nam ơi. Hẹn gặp lại anh trong một ngày mới, hẹn gặp lại em trong một ngày vui, là ngày giải phóng nước non giang đời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Em gặp mẹ cha trong ngày hội lớn, em gặp lại nhau trong ngày Việt Nam, là ngày giải phóng nước non giang đời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Em gặp lại anh trong một ngày mới, rồi, ok, Lisa trở lại với chương trình. Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Ở bên Việt Nam thì Lisa biết là ở tại miền Trung rất là nhiều người vấn đề là xuống đường để mà biểu tình, đúng không nè? Còn ở tại Sài Gòn thì chắc cũng có, nhưng mà vấn đề là người ta vấn đề là đến du kích, tức là người ta đi nhiều nơi để mà người ta vấn đề là biểu tình. Cho nên đó là Lisa rất là ủng hộ cái chương trình, rất là ủng hộ những cái này. Các bạn cũng nên làm, càng làm mạnh cho cái đảng đỉ nó càng rung và nó càng sợ nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, chị cho mọi người biết, em nghe nói có hội thương phế binh nào đó ở bên Hoa Kỳ. Chị nhớ nói tình trạng của ba em tên là Quách Bia, cấp bậc trung úy, số quân là 301925, làm việc ở tổng quản trị Kiến Hòa Bến Tre nha chị. Nếu mà người nào coi về hội HO đó thì vấn đề là hội HO hay là hội thương phế binh gì đó, liên lạc với Lisa, Lisa sẽ vấn đề là cung cấp số điện thoại để mà mọi người gọi tới gia đình của vấn đề là người này nha. Cô ơi, cô có bạn bè bên nước ngoài không ạ? Nếu có, cô hãy gửi những thông điệp về tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam cho họ biết, để họ cùng chung tay đưa Đảng Cộng sản ra ánh sáng, ra trước tòa án quốc tế. Tòa án quốc tế sẽ trừng phạt bọn chó đẻ Cộng sản này. Xong rồi, nhân dân Việt Nam ta sẽ không phải sống trong một chế độ này nữa. Họ sẽ sống trong một đất nước mới, có tự do độc lập, không phải do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị. Tại vì con thấy nước ta bây giờ sống trong một chế độ cộng sản ngu dốt, không khác gì nhân dân bị cai trị trên một lũ súc vật ngu dốt. Con mong mọi người bên nước ngoài chung tay cùng tụi con để lật đổ chế độ tàn ác này. Con cảm ơn cô nhiều ạ. Chúc cô có nhiều sức khỏe, được Chúa bảo vệ, che chở cô ạ. Thank cô nhiều. Cảm ơn con, giỏi lắm. Tuy là con còn nhỏ, nhưng con ý thức được những gì Cộng sản làm với đồng bào của con rồi. Hồi trước, con vẫn còn yêu mái trường xã hội chủ nghĩa lắm, yêu đảng và yêu nhà nước, cũng như yêu Bác Hồ. Nhưng dần dần, con học được là tất cả những thứ đó đều đã lừa dối con, nhất là con đã nghe được từ cô. Cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm. Cái đám đầu bò mà cuồng hồ cuồng đảng an ninh mạng, dư luận viên chó điên, tụi bay thấy chưa? Bây giờ ở trong nước đó mấy em nhỏ nhỏ như thế này, bây giờ nó tự động, bây giờ nó qua nó nghe lời của những này là Lisa nói, bây giờ nó quay đầu trở lại hết trơn rồi, chắc là tức dữ lắm rồi, phải không? Phải không? Vô trong đây bà đặt chửi bới được kia chơi cái mạng là
Mày chửi thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng còn. Mày chửi 1000 năm thì Đảng Cộng sản Việt Nam đâu có mất cục thịt nào. Ủa? Không mất cục thịt nào hết trơn. Mà tự nhiên nhảy cẳng ở bên bệnh. Đi chửi Google với YouTube làm gì? Hả? À, hả? Tao chửi bên đây mà Đảng Cộng sản Việt Nam không có bị cái gì hết. Thì tại sao tụi bay chặn mạng của mấy đứa nhỏ ở Việt Nam? Thấy không? Tao chửi ở tại đây, nói ở tại đây không si nhê gì hết. Thì tại sao mà trong nước bây giờ tuổi trẻ nó mới có nước mắt ra, nó đều biết mẹ hết chứ. Nhục không? À, đau không? Ừ. Tao sẽ kêu gọi người dân Việt Nam bạo động, rồi dương đông kích tây cho cái lũ chó đẻ đặng đỉ tụi bay bỏ tiền ra để mà tụi bay kêu mấy cái lũ đầu bò ốc chó nó canh chừng cho nó mất ăn mất ngủ, cho thiệt hại nền kinh tế của tụi bay, cho tụi bay chết con gái mẹ tụi bay luôn. Chứ đâu mà tao chửi tụi bay không làm được gì, giả bộ thôi. Giả bộ lên trên đây rồi bắt đầu là ngồi sủa cẳng cẳng vậy thôi, chứ thiệt ra là căm tức tao lắm. Giả bộ nằm dùng đồ kia chạy vô tính bôi nhỏ tao, tính làm cho mọi người Việt Nam đừng nghe tao, phải nghe cái đảng đỉ của tụi bay. Đúng không? Hả? Hả? Bà đặt chạy vô. À, con Lisa nó chỉ làm neo, chứ nó không phải là luật sư. Tao là ông cố nội của luật sư luôn nữa. Chứ đừng nói mà bà đặt mà ngồi đó mà nói chuyện với tao. Tao ra tòa án đó, chánh án mà nó còn phải sợ tao nữa. Tao la làng ở ngoài nó còn phải sợ. Chứ đừng nói bà đặt mà ngồi đó mà chọt 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 vô mắt câu. À, con Lisa nó đi lên trên mạng, à, nó ăn mặc có một bộ đồ toàn là đồ người ta cho nó không. À, người ta cho tao 1 triệu cái áo dài tao mặc luôn nữa. Sao? Để tao có sức tao chửi đắng đỉ tụi bay. Sao? 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 Hả? À, ăn Lisa nó lên, à, bắt đầu là kêu bằng nhà dân chủ gì mà tàn mạc lụng bại lên, à, để xin tiền người ta, à, rồi rốt cuộc rồi, à, lấy tiền đó không gửi cho ai Việt Nam trơn. À, tao lấy tới 1 tỷ đô la luôn nữa. Sao? 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 Trời ơi, cái đám chó của tụi bay đó, cái lũ súc vật của tụi bay đó nha. Tụi bay chỉ có ở trong nước đó mà tụi bay giả bộ, tụi bay chụp đầu, tụi bay chơi cái màn như vậy với bao nhiêu những người dân chủ ở trong nước được. Chứ đối với tao đó, nhìn kỹ cái mặt con linh xà này đi, tao chấp thằng cha con gái mẹ ông cố nội của tụi mày, tụi bay cũng chưa có thể nào tụi bay vào mà tụi bay nhất là đánh đổi được tao. Tao thách tụi bay đó nha. Thách cha, thách mẹ, thách ông cố nội của tụi bay luôn. Ồ, mẹ nó ra tao chụp, tao đưa cho tao 2 tấm ảnh. Tao đưa lên, thằng chó đẻ công an nắm đầu đánh người ta ở Việt Nam. Tao nói cả nước Việt Nam đang sôi động lên, chuẩn bị nó cắt cổ, nó giết mấy thằng công an. Bắt đầu chạy lên báo, bắt đầu là nhảy cửng lên, bắt đầu là la làng lên. Trời ơi, thông tin đọc, thông tin này là không có đúng. Đây là những thế lực thù địch, trang mạng này là tao phát xuất từ ở nước ngoài. Thì đi ra nước ngoài bắt tao đi. Ra đây bắt tao đi. Hôm qua đó tao gọi điện thoại, tao nói chuyện với thằng YouTube đó, với thằng Google. Tao nói, à, tụi bay có hay tin gì không? Nó nói tin gì vậy Lisa? Tao nói đảng đỉ đó, nó thưa kiện tụi bay đó. Nó nói ủa thưa gì? Tao có biết mẹ gì đâu. Tao nói ủa vậy hả? Nó nói, tao nói ủa, ủa sao kỳ vậy? Nó đăng báo trong nước tao tùm lum ở trong tổng đó, mày nghe chưa? Nó nói trời ơi Lisa ơi, là Lisa tụi tao là ông cố nội của thằng đảng đỉ. Tao ỉa cho nguyên một cái bầy đảng đỉ nó ăn. Mày nghĩ đi, nó là thằng chó đẻ mà đảng cộng sản độc tài, cho nên nó giả bộ nó lấy le với người dân trong nước, nó bày đặt nó lên trên trển nó la làng, chứ thiệt ra nó lại lục tụi tao để mà quảng cáo cho nó. Trời ơi, 1 năm đó hả, nó qua mà nó quỳ mà nó lại Google tụi tao để mà cho tụi tao gỡ 3 cái bài mà của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nữa kìa. Mà tụi tao đâu có làm, tụi tao coi như là chó sủa mặt chó mà đường tao thì tao cứ đi. Cái Lisa ngồi, Lisa nói trời chết mẹ tao bị hố rồi.
Trời đất ơi, vậy mà sao nó đăng tờ báo ở trong nước quá trời quá đất vậy? Nó nói trời ơi Lisa ơi, tao kể cho mày nghe. Bây giờ nó muốn thưa Google, nó muốn thưa YouTube của tụi tao đó. Thì bây giờ nó phát một cái công văn bằng một cái tiếng Anh để mà nó đăng lên trên mạng nó thưa đi. Không lẽ nguyên một cái chế độ đảng đỉ của nó như vậy mà nó không có người nào biết tiếng Anh sao? Cho nên bây giờ nó muốn thưa tao là nó phải làm lớn chuyện để cho tất cả các đài TV ở bên Mỹ này nè, nó đăng lên để cho làm cái trò cười cho người ta cười thúi đầu cái đảng đỉ, để cho người ta ỉa trên đầu thằng Hồ Chí Minh cũng như là đái trên đầu con gái mẹ của cái đảng đỉ. Lisa nói à, đúng ha, đúng ha. Rồi bắt đầu nói xong nó cười khạc khạc khạc, nó nói thôi tao nói, mày heo và nai quýt kèn nha Lisa. Lisa nói ờ vậy tao biết rồi. Nó nói trời ơi mày đừng có nghe cái đảng đỉ, nó qua nó khóc lóc nó lại tụi tao bên đây nè, chứ tụi tao đâu có cần cái tiền quảng cáo của nó. Nó giả bộ nó hù người dân Việt Nam là bài đặt là nó rút quảng cáo. Rồi bắt đầu là kêu bằng là à, bởi vì tụi tao không chịu gỡ những cái video của mày xuống, cho nên tụi tao đâu có thèm để đếm xỉa tới. Mày cứ việc đăng lên, nhục không? Mấy cái đám chó, mấy con chó dư luận viên của tôi bay nhục không? Vào đây mà chửi tao. Rồi cái bắt đầu mày có ngon, mày đi về Việt Nam mày chửi kia. Tao ngồi bên đây tao mặc áo dài, tao mặc đồ nó rộng rãi như thế này, nhà có máy lạnh, máy sưởi. Tao chui về cái hang Ba Đình để làm gì chửi tới bay mình. Nhục chưa? Tao nói nhục nhã dữ lắm. Tới chừng mà thằng gọi thằng Google xong qua gọi thằng YouTube, nó nói á, tao troll the way communist ở trong cái toilet. Tức là các bạn biết gì không? Người Mỹ nó nói vậy bác biết gì không? Tức là những cái lời nói mà của thằng đảng đỉ cộng sản đó và cái tập đoàn đảng cộng sản đó, cái tụi YouTube đó, nó để ở trong toilet, nó troll the way, tức là giống như nó ỉa ra đó, rồi nó dội cầu cho trôi mẹ đi, nó không có để ý tới vậy đó. Tức là nó coi như là cục cất vậy đó. Trời ơi, nó nhục nhã vô cùng. Đó, tao chuyển lời cho của YouTube với Google cho tụi bay đó. Bây giờ tụi bay làm nổi lên đi, đi qua đây kiện, giống như kiện chất độc da cam đi. Đi đi. Trời ơi, dân Việt Nam dân ngu cu đen mà tụi bay đăng ba cái tiếng Việt Nam lên cho nó đọc để làm gì? Đúng không? Tụi bay thưa một công ty nước ngoài, tụi bay thưa những cái công ty thì làm bằng tiếng Anh đi. Dẹp mẹ tiếng Việt Nam đừng có đăng lên. Đăng ba cái xàm xí đu lên cho tao. Không? Vạch trần cái gọi là dân chủ nhân quyền của các thế lực thù địch. Trời ơi, bây giờ internet nó nổ ra rồi, dụ hết được rồi. Một đứa con nít nhỏ đó kìa, tao kêu gọi bây giờ mấy em nhỏ nhỏ lên live chứ mẹ nó ở Việt Nam hết trơn rồi, nó còn khôn hơn tụi bay. Thằng bé nào nó lên live stream nó nói chuyện đó, tụi bay còn phải đi ăn cứt của thằng này. Thằng bé mới có 13 tuổi thôi mà nó nói chuyện hay hơn mấy cái thằng đầu bò trong bộ chính trị của tụi bay. Chứ ở đó mà đặt mà những này là kêu bằng là lên đây mà chơi cái màn mà đặt giải cận 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 vô một người của tao đó, biết không? Nó nằm ở trong cái đám chó dư luận viên, cái đám chó an ninh mạng của tụi bay đó. Nó đưa cho tao coi, nó copy cho tao coi hết. Tụi bay vô, tụi bay ngồi, tụi bay PM cho nó, tụi bay nói hãy bí mật đi. Trời ơi, đồ mẹ tụi bay bật mẹ mí hết trơn rồi. Tụi bay qua được con mắt của con linh xà. Chúng ta bây giờ bí mật âm thầm đánh phá tất cả những con dân chủ này, những thằng dân chủ này, đặc biệt là con Lisa. Mình phải làm sao cho mọi người đừng nghe nó, mình hạ uy tín nó. Bây giờ mình giả bộ mình theo nó, rồi bắt đầu mình đưa nó lên, rồi sau đó mình cũng giả bộ mình cầm cờ vàng, mình để trên cái logo của mình là cờ vàng ba sọc, rồi bắt đầu mình chạy vô mình chửi nó. Bắt đầu là mình giả bộ mình đưa nó lên xong rồi, mình giả bộ bắt đầu là mình nghe thằng chó đẻ Nguyễn Ngọc Lập hoặc là nghe cái thằng chó đẻ Nguyễn Phương Hùng, bắt đầu là mình đưa những cái hai cái con chó này lên để mà mình đập cho cái đám rận chủ nó tiêu tùng. Bắt đầu ngồi nhảy cẩn 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 lên, tưởng đâu ta đây đắc chí.
cao tàn cố tổ 36 họ cha, 33 họ mẹ của lũ tụi bay cũng không đánh nổi được cái giọng nói của tao. Chứ đừng có nói tụi bay. Cái chiêu này đó là cách đây 20 năm rồi. Nha. Từ lúc mà cái năm 20 năm về trước là bà cố nội tụi bay đã vào EOL đó. Bà cố nội tụi bay đã đi qua tới Việt Phên. Bà cố nội tụi bay đã từng chửi thằng chó Hồ Chí Minh năm đó rồi. Rồi sau này năm 99 đó, 2000, bà cố nội tụi bay mới vô trong phao thoát đó. Ở trong phao thoát thời gian nó cũng muốn đánh bà nội tụi bay, nhưng mà nó đánh không nổi, bởi vì bà nội của tụi bay có luyện nguyên đơn, cho nên không sợ thủy quả bất nhập đau thương, cho nên đánh không nổi bà nội của tụi bay. Cho nên bà nội tụi bay về năm 2005 tụi bay mới bắt bà nội tụi bay đó, để tụi bay tính khù, tính rung cây nhát khỉ. Mà không nhờ bà cố nội tụi bay ỉa vô mặt tụi bay chửi cao tàn cố tổ tụi bay, tụi bay sợ quá phải kêu lãnh sư quán Mỹ đưa bà nội tụi bay qua bên đây. Thì tụi bay nghĩ với cái công lực của bà nội tụi bay tới bây giờ mà tụi bay còn ngồi đó mà tụi bay chơi ba cái trò mà vấn đề là kêu bằng á là đánh truyền truyền với bà nội tụi bay à? Hả? 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 Nha. Tao nói cho nghe, có những người bên hải ngoại này người ta nói tôi bây giờ sống độc thân mà tiền tôi nhiều quá, bởi vì vấn đề là tôi thoát khỏi cái chế độ đảng đỉ. Cho nên nếu mà vấn đề là cô cần đó, khi tôi chết rồi đó, tôi làm di chúc cho cô. Để mà cô thành lập quân đội, cô đánh chết con gái mẹ đảng đỉ. Đó, tao nói cho nghe luôn nữa. Chứ trời ơi, người ta gửi cho tao 100, 200 nhậm gì. Cái này là không đủ tiền mà cho tao uống nữa, xâm bổ lượng nữa. Cho nên khỏi đánh tao mấy cái vụ này mắc công đó. Biệt thự người ta cho tao bên đây nè. Đánh đi con đó. Biệt thự, biệt thự, nhà ở biển 4-5 triệu đô la tao cho tao để tao tụng bị tao thành lập quân đội. Tao mua vũ khí, tao đập chết con gái mẹ tao bay. Tao cho ở Việt Nam nó kêu bằng nó đập tao bay, tao bay lùi mẹ tao bay ra chứ mà đánh tao. Ở đó mà chơi cái màn mất dạy với tao. Tao nhai đầu bẻ của cái lũ chó đẻ súc vật tụi bay. Mất dạy. Quen cái thói mất dạy với tao. Nghe lời tụi bay thôi ha. Ha. Nghe lời đảng đỉ tụi bay ha. Đi làm cái đơn, đi làm cái gì cũng đề ba cái chữ xàm xí đúc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không biết nhục mà. Tụi bay có cộng hòa không? Cộng hòa là giống như là phải có dân chủ đâu đó đàng hoàng. Tôi mới phải đề là cộng sản. Đừng có chơi chữ. Rõ ràng cái đảng đỉ tôi phải là cộng sản, thì đừng có đề cái chữ cộng hòa lên. Phải đề là cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bỏ mẹ chữ sản sợ người ta cười, sợ người ta ỉa vô trong đầu. Hả? Đề lên cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bỏ chữ hòa đi. Đề cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó mới đúng. Đừng có để cái chữ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tao thấy nhục. Sợ, sợ cái miệng của tao, sợ tao nói ra. Bây giờ tuổi trẻ ở Việt Nam nó nghe quá trời, cái gì ở Việt Nam mà đặt bắt bớ, mà đặt hù cây nhát khỉ. Nè, mấy tờ báo của tụi bay đăng lên đây nè, để gửi cho tao coi, tụi gửi cho tao đọc. Tưởng tao đọc để tao mở mang trí tuệ, tao đọc tao còn chửi cha tụi bay nữa. Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch, đặc biệt là con Lisa Phạm, nó đã và tăng cường chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và quyết liệt vô cùng. Nhưng mà đảng bây giờ không làm gì được con Lisa, đành phải đưa cái bản mặt địch ra để mà kêu gọi các báo chí, để mà âm thầm, để mà làm sao triệt được tiếng nói của con này. Nhục không? Ủa? Tao ngồi ở bên đây, tao là người thua trận. Tao ngồi bên đây, tụi bay chửi tao, tao sủa 42 năm, 43 năm, 50 năm mẹ gì. Tụi bay có không xi nhê. Tự nhiên sao đăng lên đồng loạt hết trơn ba cái báo chí ở Việt Nam vậy chi vậy? Hả? Đây là chứng tỏ cây cú nè. Cùng với các hoạt động phá hoại vào nền tảng tư tưởng của đảng, cương lĩnh của đảng, hiến pháp của đảng, pháp luật và nhà nước Việt Nam ta trên các phương diện khác, chúng đặc biệt chú trọng lợi dụng vào các trang mạng xã hội để tấn công ta, mà bây giờ chúng ta không làm gì được chúng.
bị ông đập lưng ông mà. Ở trong nước đó thì hù dọa người dân được, ta nói quả báo. Người ta nói ngày xưa quả báo thì lâu, mà ngày nay quả báo một giây nhãn tiền là như vậy đó. Biết không? Quen cái thói mất dạy ở trong nước, bắt bớ đàn áp người ta, nhồi sọ cho người ta. Bây giờ cả một cái thế lực hùng hậu là người Việt tị nạn cộng sản, bây giờ không làm được cái đéo gì trơn. Rồi bây giờ sợ quá, bây giờ đăng lên những cái tờ báo ở trong nước là những thế lực thù địch đang tấn công ta. Tao tấn công cho mày banh cái lăng Ba Đình luôn, tao tấn công cho chết con gái mày, tao bay luôn chứ đâu mà vô đây mà chửi tao hả? Chứ bà đặt. Nên tuyển dụng nhiều con chó như thằng Quang Lùng ra, biết chưa, để mà sủa nhiều một chút, để coi người ta có ỉa trên đạo đảng tụi bay không. Dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền, họ tự xưng mình là những người có sứ mệnh đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Vậy thực chất quan điểm chính trị của họ là gì? À, dễ thôi, tao trả lời cho mày nghe là thằng chó đẻ. Quan điểm chính trị của tụi tao bên đây là lật đổ đảng đi. À, quan điểm chính trị thực chất của tụi tao bên đây kêu gọi chiêu bài dân chủ nhân quyền, tức là muốn cho người dân phải biết được cái quyền của họ, là họ phải đập đầu những cái thằng chó đẻ công an, phải dùng bom xăng mà chụi vô trong những cái quỹ ban, phải dùng xe mà tông vô những cái chốt đó. Đó là cái nhân quyền của người ta đó, bởi vì ông trời đẻ ra đâu có ai được quyền đánh những cái người dân này. Mà tại sao cái đám đĩ đang đĩ tao bay mấy thằng chó đẻ công an làm gì quánh người ta? Không? Tao trả lời cho nghe, biết không? Cho nên con chó mày đừng có gửi cho tao nha. Từ đây về sau mày phải nên nhớ cái bản mặt của tao. Mày gửi một cái bài mà cho tao là tao đào cha bới con gái mẹ mày lên liền, chứ đó mà mày gửi cho tao nha. Tao đọc đó mà tao phân tích cho mày nghe. Cái đám đầu bò ốc chó ngồi đó mà nghe tao đi, nghe chưa? Nha. Vậy thực chất quan điểm chính trị của họ là gì? Ta trả lời rồi. Họ thường xuyên đăng tải những thông tin sai trái thù địch, bịa đặt trắng trợn những vấn đề dân chủ nhân quyền nhằm nói xấu chế độ đảng cộng sản của ta. Tao đăng tải những thông tin sai trái mà con gái mẹ tôi bay có đập vỉa hè không? Hả? Hả? Mày có đập vỉa hè không? Công an đảng đĩ tôi bay có đánh người dân không? Tụi bay có cho ông cố nội tôi bay là thằng Tàu nó vô để mà nó mở cái Formosa không? Mà thằng chó đẻ nào viết bài báo này gửi cho tao? Hả? Đó là những thông tin sai trái sự thật đó. Vậy chứ con mắt của mày hay là hột nhãn, lỗ tai của mày hay là nắp mèo mà mày nói là người ta, những người Việt bên hải ngoại đưa những thông tin sai trái sự thật. Cho nên các bạn thấy không, chuyện nó ràng ràng như vậy. Các bạn ở trong nước Việt Nam, các bạn đưa tin tức cho những người ở bên hải ngoại như thế đó đó, mà nó còn trắng trợn lên. Thằng chó đẻ nào mà những đây là nói sai, thằng chó đẻ nào nói láo, thằng chó đẻ nào bịa đặt ở trên đây tờ báo này. Tao có thằng nào viết cái tờ báo mất dạy này, tao đào cha với mẹ mày lên. Đại tá phó tiến sĩ Trần Nam Trung, con đĩ mẹ mày Trần Nam Trung, mẹ mày diện chiến lược quốc phòng con gái mẹ mày nghe. Mày đại tá hả? Tao đá một cái mày vô lăng của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh cho nên mày đại tá. Đồ cái thằng mất dạy, mày đại tá hả? Mày đại tá mà con mắt mày bị lột xong rồi hả? Hả thằng chó đẻ? Hả? Thằng chó đẻ đại tá. Vấn đề là Trần Nam Trung, viện chiến lược quốc phòng, bộ quốc phòng. Mày chết con gái mày mày với tao nha. Từ đây về sau mà mày viết những cái tờ báo này là mày thấy mày mày với tao. Tao đào cha với con gái mày mày lên. Cho mày bỏ tật mà mày viết mày gửi cho tao. Tướng ngồi đây nè con. Nha, đại tá. Nha, tướng ngồi đây nè. Nữ tướng ngồi đây nè. Đừng có đặt vô khè tao mà lấy bút hiệu là đại tá mất công lắm. Gái mày mày chứ đại tá. Đồ mất dạy. Chó chết. Vô đó đặt gửi cho tao. Viện chiến lược quốc phòng. Mắc ỉa thiệt. Mẹ mày.
Mày chiến lược cái gì? Mày chiến lược cho thằng Tàu bây giờ nó vô nó ỉa tinh đậu cái mẹ mày đó hả? Trong tương lai nó đào bộ quốc mã mày lên cho tao mà mày đại tá viện chiến lược quốc phòng thuộc bộ quốc phòng. Cái mẹ mày chứ mày chiến lược cái gì? Chiến lược cái mẹ mày, chiến lược. Đồ chó. Đồ súc vật. Khốn nạn. Nhìn lại những thành tựu của đảng ta trong lĩnh vực bảo đảm dân chủ nhân quyền, có thể khẳng định rằng đó là những thành tựu to lớn không thể phủ nhận được. Trời ơi là trời, mày ra đó mà mày nói cái này với mấy cái em nhỏ nó mới lên trên live stream đó, nó ỉa vô trong mồm của mày. Ở đó mà mày ngồi đó mà mày mất dạy, mày viết vào cái tờ báo này mày gửi cho tao, mẹ nó ra tao ngồi đây, mày biết tao là thuộc về thành phần nào rồi mà đặt viết những tờ báo này mà đặt gửi qua cho tao hả? Hả? Còn bà đặt nhắn tin nữa. Mày ngon thì mày nên đọc bài báo này cho mọi người nghe đó, tao đọc rồi đó, tao đâu có sợ đâu hả? Đó, tao phân tích cho mày coi đó, mày tưởng tao dám đọc à hả? Mày tưởng tao dám đọc à? Mày viết là một chuyện, nhưng mà toàn dân Việt Nam nó có nghe những cái bài báo đảng đĩ của mày không là chuyện thứ hai. Chứ mày tưởng tao không dám đọc những tờ báo của mày à? Đem qua đây, ban tuyên giáo lý luận của mày đem qua đây tao đọc cho coi. Gửi viết đi, ngồi cong lưng ra mà viết đi, rồi tao qua đây tao đọc cho. Biết không? Mày viết tràn gian đại hải kệ gái mẹ mày, tao đọc những cái tin chính thôi. Tại vì tao là nữ tướng cho nên tao đọc cái tin chính thôi mà. Chứ tao không có đọc vào những đây là kêu bằng là dòng do Tam Quốc vậy. Nha. Yeah. Cho nên bỏ cái thói mất dạy, nghe chưa? Bỏ cái thói mày xúc giật. Nghe. Yeah. Cho nên từ đây về sau, cái đám chó đẻ cuồng đảng cuồng hồ tụi bay liễu hồn, tao truy hồn báo danh cho tụi bay, nghe chưa? Tụi bay sai lầm vô cùng khi mà tụi bay âm thầm tụi bay họp để tụi bay đánh tới con Lisa này. Tao thách thằng cha con gái mẹ của đảng đĩ tụi bay chưa dám đụng tới tao. Đừng có dùng cái chiêu này với tao. Tao bẻ cổ tụi bay từ thời. Tụi bay nghĩ đi, thằng chó đẻ Hồ Chí Minh mà tao còn bẻ cổ nó được, nó ủng hộ chi tụi bay. Thấy không? Tụi mày đưa thằng chó đẻ Hồ Chí Minh lên, tao còn bẻ cổ nó được, nó ủng hộ chi tụi bay. Chị Lisa ơi, chị Lisa, bây giờ ở Việt Nam mới ra một thứ thuế nữa là bắt mỗi nhà đóng 300.000 đồng tiền đường nghĩa trang. Đó chị, giàu nghèo gì cũng phải đóng 300.000 hết. Ừ. Thì đảng đĩ nó như vậy đó. Đảng đĩ nó cố tình nó như vậy đó. Nó đang quả lên rồi, nó chuẩn bị nó đè đầu người dân ra để nó gom tiền chứ có mẹ gì. Ừ. Cứ biểu tình cho chị ủng hộ hết đó. Nếu cần thì chúng ta vấn đề là kêu bằng là nổi lên cho chị, đưa thông điệp cho toàn dân Việt Nam biết là thằng Tàu Cộng nó đang ở trong đảng, nó đang tàn ngập ở trong nước Việt Nam, chuẩn bị nó giết dân tộc Việt Nam cho chị, để cho tất cả những tuổi trẻ từ trường học, từ sinh viên, từ công nhân nó sao động cho chị. Mặt khác canh me bắt đầu là nó cơ bằng là nó không có vấn đề là hổm rà chị kêu gọi đó, ở ngoài quốc lộ 1 đó, nó canh me hổm rà, nó buồn ngủ rồi. Chị nghĩ là như vậy. Tại vì chị kêu gọi từ 5 tháng 3 tới giờ nó cứ thay phiên nhau, nó túc trực ở ngoài quốc lộ 1 ở ngoài đó. Nó sợ chị kêu gọi biểu tình bạo động ở ngoài đó, phá đem mấy cái vỏ xe đốt ở ngoài. Cho nên nó bây giờ đó là nó ngất ngay con gà tây hết rồi. Cho nên bây giờ đó, nếu mà các em thấy chỗ nào mà vắng đó, các em chơi một cái màn lên cho chị. À, làm cái rồi về nhà đắp mền ngủ. Để cho cha con nó ra canh chừng á, một tháng nữa cho chị. Cho mất ăn mất ngủ để nó chửi chị. Chị bớt hắt xì rồi. Chứng tỏ là nó bớt chửi chị rồi. Lúc đầu nó chửi chị ghê lắm. Nó chửi chị ghê lắm. Mà chị cứ tối ngày ngồi làm cứ hắt xì hoài hả? Chị đâu có biết
Tới chừng chị nhận được cái tin là mấy thằng mà vấn đề là cu hồn các đảng mà được cử ra để mà bảo vệ quốc lộ 1, nó nói mày ác cũng vừa vừa vậy. Mày nói rằng toàn dân vấn đề là mày kêu gọi đi ra quốc lộ 1 để mà phá, để mà quậy, để làm cho tắc nghẽn giao thông. Cho nên bây giờ nó lôi đầu cả một bầy đi ra mà canh chừng cái quốc lộ 1, một cái tuyến đường quan trọng như vậy. Mà rốt cuộc rồi sao tao không thấy ai trơn vậy? Ta nói tụi bay mạnh quá cho nên người dân nó sợ tụi bay, nó ngủ hết trơn rồi, nó đắp mền nó ngủ. Cho nên tụi bay tạm thời ngồi đó canh chừng quốc lộ 1 đi, ban đêm cu hồn nó nhiều lắm. Bởi quốc lộ 1 tai nạn không hà. Đó. Ra ngoài ngồi canh đi. Tao giải cho có ngày. Mấy cái thằng mà nó bị mà tai nạn đó, cái ban đêm nó ra bộ nó lạng qua, cái tụi bay nhìn gà quá công. Trời ơi, con cái bóng nè, con cái bóng nè. Tụi mới lên đạn bắn mà cho nó banh mẹ hết băng đạn của tao, gốt cuộc rồi bắn không khí, bắn ma, ma trời nó ở ngoài ngoài. Tại quốc lộ 1 mà, trời đất ơi, cô hồn thiếu gì? Lisa nghe kể đó, ngày xưa cũng vậy đó. Ở trong rừng, mà các bạn biết mà trong rừng toàn là quỷ chùa, quỷ núi ở trong không à. Không biết cái thằng nào du kích, không biết nó là mẹ giao liên ở trong, nó cầm cây AK vậy nè. Bắt đầu lúc nào cũng lên đạn sẵn ở trơn á. Tự nhiên tao nói ha, mà không có mẹ cho á. Con khỉ hay con sóc gì, tự nhiên nó làm cái rung cái bắt đầu. Hey, trời ơi, có người Nam Dung. Bắn mẹ nó ra banh tành mẹ nó trơn. Tao nói đạn không còn viên nào hết trơn á. Rốt cuộc là tảng sáng ra không có ai nằm dùng mẹ hết trơn á. Bị ma, ma nhét hay bị ma đè vậy đó, rồi chơi rồi mà tự nhiên ban đêm mà bắn. Tao nói trời đất quỷ thần thiên địa ơi là trời, bắn banh tành mẹ nó trơn. Ngục, ngục ăn rùa cùng rùa là nó như vậy đó. Nè coi biết nay tao biểu tình nè, nó vui ghê không? Tao vỗ tay tao mừng, tao vỗ tay tao mừng, tao suối cho biểu tình nữa. Bây giờ chiến này đó không có thèm kêu gọi tụ tập ở ngoài miền Trung, tụ tập ở trong Nam có tụ tập giả bộ. Tao nói làm giống như là những đây là cơ bản là chơi đánh du kích cho nó vui. Biết nay cái chạy ra bến xe vô 15 phút đầu la làng lên quay phim xong, cái đưa lên trên mạng, cái bắt đầu chút xíu nữa, cái bắt đầu chạy qua quận Nhất đưa chập nữa, rồi cái bắt đầu chừng 5-10 phút xong cái cuốn vô, cái lâu lâu cái chạy ra phi trường đưa cái nữa, rồi cái cuốn vô. Tao cho tao bay điên, tao bay lên luôn, tao cho tao bay bỏ cái tật, tao bay mất dạy với tao. Khôn hồn thì khoanh tay lại, xin lỗi chị Lisa đi nha, xin lỗi đi, tao tha cho, tao để cho ăn yên, tao để cho tao bay yên ổn. Mày đập mất dạy với tao, tao vũ sổ tao bay cho mất dạy với tao. Sao rồi, giờ vô đây sao rồi? Chị ơi chị, hợp đồng mua thiết bị y tế có con ngựa Nguyễn Thị Kim Ngân có phần trong đó, mua thiết bị y tế 6 tỷ kê lên 17 tỷ, con ngựa Ngân ăn 30% trong đó. Tôi đã biết vì người trúng thầu là cháu ruột bạn tôi đã cho biết đó cô. Con này là nó ăn khỏi nói rồi. Con ngựa chủ tịch quốc hội này ăn khỏi nói. Con này cũng là một cái con mà vấn đề là diệm cái thứ thiệt. Vô trong trọng là toàn chuyên môn bú liếm thằng Trọng Lú không. Thằng Trọng Lú nó đưa lên là vô trọng là thằng Trọng Lú nói cái gì là nghe lời cái này. Mà đặt chủ tịch quốc hội là vấn đề là cơ quan quyền lực của toàn bộ nhân dân, đại biểu cử tri của toàn quốc đồ kia, bắt đầu chấn dứt quốc hội đồ kia, bắt đầu là mẹ nó cái mà đặt đăng lên tivi đồ kia cho cả nước theo dõi coi, thường vụ quốc hội đồ kia làm nghe ghê gớm lắm. Rốt cuộc quốc hội bắt đầu là nói ra nó toàn là sặc sủa, là binh vực cái chế độ xúc vật không. Có người dân nào mà dám lên tiếng đâu. Tưởng sao đại biểu cử tri quốc đại biểu cử tri toàn quốc đưa mấy thằng giám đốc công an chủ tịch quỹ đâu kia toàn là đảng viên cũ không, đi dân trên bắt đầu đại diện cho người dân khốn nạn vậy. Đại diện cử tri ở bên Mỹ này là đưa những người dân người ta vô phòng họp, người ta ngồi người ta họp đàng hoàng, chứ đâu có cử thằng chó con chó nào mà những là đi ra đó mà đặt mày bắt đầu là đại diện cử tri đâu. Bao nhiêu đó cũng biết rồi, cũng biết vua quốc hội Việt Nam là thuộc về thành phần như thế nào rồi. Vậy mà bắt đầu là cái bằng là ăn tiền của người dân, ngồi ở trong tổng mà vấn đề là cái bằng là ngửa ta ra xin tiền để mà ăn giọng tiền của người dân Việt Nam không biết nhục.
Quốc hội con mẹ gì mà bây giờ tàu nó tràn lan ở trong nước mà mẹ nó ra quốc hội ngồi đó ngậm cái miệng lại y như là ngậm cứt. Quốc hội cái đéo gì mà bây giờ mẹ nó ra đời sống của người dân người ta đang bị yên ổn, đi đập mẹ phá mẹ vỉa hè rồi bây giờ đòi làm lại để mà vấn đề là kêu bằng là bắt phải đóng thuế đưa cho đảng giữ. Bởi vì trước kia bảo kê, mấy thằng bảo kê giàu quá mà bán vỉa hè nó bảo kê tiền không có lọt vô túi của đảng, cho nên chỉ tại ở trên xuống dẹp mẹ nó trơn đi rồi thành lập lại. Cho nên từ đây về sau nhận tiền là kêu bằng không còn bảo kê nữa, tiền bạc là nó sẽ chạy vô trung ương vô túi đảng, có vậy thôi à, có nhiêu đó thôi đó. Trời ơi, tụi bay rụt rịch cái là tao biết mẹ tụi bay như thế nào rồi. Bởi vì cái lũ con quan của tụi bay đó là tao nhìn tao biết hết. Đừng qua mắt tao, mắt công mệt. Đồ cái lũ đầu bò óc chó tụi bay mà làm sao mà qua được tao. Hiện nay Cộng sản Việt Nam đang ráo riết phòng thủ chặt chẽ về mặt truyền thông và quân sự. Kinh tế của đảng Đĩ đang thoi thóp, họ đang lây hoay, chưa có cách xoay trở vì có một số thằng trong bộ máy đã ôm tiền đô la và vàng chạy dông qua bên nước ngoài, đặc biệt là các nước Đông Đức, Đông Âu, Mỹ, lác đác chạy qua Anh, Mỹ, Pháp. Những thằng ở lại sẽ bày mưu kế để siết chặt đời sống của nhân dân, cắt hết tất cả những truyền thông trong nay mai, ngăn sông cấm chợ, tiêu diệt phản kháng, đóng cửa để mà nó phòng thủ. Vấn đề là chế độ, các bạn chuẩn bị đi nha. Các bạn chuẩn bị đi. Lisa nhận được cái tin ở đây nè, nha. Chị ơi, bây giờ những thằng trong bộ chính trị đã có người đưa tin mật ra, đó là nó đang bày mưu tính kế là siết chặt đời sống của dân chúng lại. Nó trong tương lai nếu cần, nó yêu cầu phải cắt hết tất cả những truyền thông, bởi truyền thông rất là nguy hiểm, sẽ làm lung lay chế độ, rồi tiếp tục nó sẽ ngăn sông cấm chợ, tiêu diệt những người phản kháng, đứng lên đòi quyền sống của mình. Nó đóng cửa vĩnh viễn với bên ngoài để nó phòng thủ giữ vững chế độ. Nó đã bàn giao lãnh thổ cho thằng Cộng sản Tàu Cộng để mà nó lập chính sách tự trị mới, thay đổi tiền tệ chỉ trong 1.000 ngày là kế hoạch sẽ hoàn tất. Đây là một sự mà nó đang hợp kín đó chị, có thể sớm hơn trong 1.000 ngày, tức là chỉ tiêu nó đưa ra là như vậy, tùy theo diễn biến tác động từ bên ngoài. Ghê chưa? Cộng sản Việt Nam là vua ngang ngược và lì lợm, bịp bợm, xảo trá, cho nên người dân đi biểu tình xuống đường mà la ó, nó không có sợ đâu, nó không có hề hấn gì đâu. Nó sẽ từng bước một cô lập và xé lẻ những người biểu tình ra. Tôi chỉ nói cho Lisa nghe như vậy thôi. Đây là một bài toán nan giải mà Lisa sẽ nói cho mọi người ở Việt Nam nghe. Các bạn chuẩn bị đi, chuẩn bị tinh thần đi. Chỉ cần mà truyền thông mà bây giờ mọi người ở Việt Nam bây giờ nổi ra quá trời rồi thì hãy cẩn thận. Và người Việt bên hải ngoại này đang chuẩn bị làm việc hết công suất. Bây giờ một cái ông mà ở tại Phật giáo Hòa Hảo cũng bắt cái lo la làng luôn. Nó run sợ nhất là những em học sinh bây giờ mới có 13, 14 tuổi mà các bạn thấy các em đã lên trên live stream, các em đã mở ra rồi, các em nói rồi. Chỉ còn nghe nói ở tại An Giang thằng chó đẻ này đi tới nhà của em Ngọc để mà vấn đề là tìm bắt em. Nói rằng á, em vấn đề là kêu bằng á là mẹ vấn đề là cần mời em đi lên trên, vấn đề là công an để làm việc, người ta đưa tin cho chị ngày hôm qua, chị đã âm thầm gửi những cái vấn đề là tên tuổi của em để vấn đề ở tại Việt Nam rồi. Chị báo với gia đình mà nếu nó có làm gì một cái em bé 13 tuổi này là chị sẽ làm lớp chuyện ở bên đây. Nó khôn lắm, nó sẽ đem em này vô và đầu tiên là nó sẽ bộ nó dụ dỗ xong rồi nó răng đe xong rồi bắt đầu là kêu bằng á là nó mới đưa về. Cho nên các em ở Việt Nam đừng có run sợ nữa.
Nếu các em bây giờ trong cái tình thế mà các chị ở bên hải ngoại này thì có thể là các chị lên để cho nó thấy cái mặt. Còn các em ở trong Việt Nam thì đừng cho thấy mặt. Có thể là chúng ta làm cái màn hình cho nó loãng lại đi. Không cần phải biết mặt các em đâu. Chỉ cần nghe tiếng nói của các em là người ta biết các em thuộc về những người trẻ tuổi ở Việt Nam rồi. Phải làm nhiều như vậy để cho đảng nó run sợ cho chị. Không cần phải thấy mặt các em đâu. Các em có thể chuyển cái vấn đề là kêu bằng là cái live stream đó không thấy nhìn màn hình của các em. Các em chuyển cho nó đi qua hoặc là chuyển đi vô trong tường. Chỉ cần nghe tiếng nói của các em là được rồi. Thằng đảng đỉ nó run sợ tiếng nói của những em học sinh. Cho nên những gì bất công trong trường học, trong giảng trường, các em cứ lên đây mà kể. Người dân Việt Nam cũng vậy. Không cần ở bên đây thấy mặt. Những người tự do giống như chị, giống như Jenny, giống như là Thùy Dương thì ra mặt được. Còn các em đang ở trong sở thú, các em đang ở trong chuồng cọp thì các em không cần phải ra mặt. Các em cứ việc, các em những đây là lên live stream nói hết những gì mà những đây là các em suy nghĩ. Các em cứ làm như vậy cho chị nha. Cứ làm đi. Các em lên thấy cái mặt của các em thì nó còn khoanh vùng, nó bắt ra. Nhưng mà lên nói tiếng nói là nó không bao giờ nó tìm ra. Cho nó tìm chết con gái mẹ nó luôn. Các em phải hành động cho chị để cho nó thấy, để cho nó sợ. Còn những người mà vấn đề là can đảm mà dám cho biết mặt thì chị không cần phải nói nữa rồi. Ở trong nước hiện bây giờ đang lên là một cái chú ở Phật giáo Hòa Hảo, cũng như là anh Quỳnh Quốc Huy. Đó là những người mà người ta đã từng lên live stream, người ta đã từng, nó đã từng biết mặt rồi thì không sao. Còn những em nào mà trẻ tuổi mà bây giờ đã nghe được, đã ý thức được rồi, cứ tiếp tục lên trên live stream nói những cái suy nghĩ của mình. Đây cũng là một cái bước đường để mà tập cho các em, để cho các em giỏi, để mà các em hiểu được cái đời sống ở Việt Nam, sống trong một chế độ độc tài nó như thế nào. Nha. Yeah. Chị Lisa ơi, ở Việt Nam tiền giả rao bán công khai luôn kìa chị. Chị còn mừng nữa. Trời ơi là trời, ai mà có cái máy tiền giả và có tiền giả liên lạc với chị nha. Chị có người ở tại Việt Nam mua sạch sẽ hết trơn luôn nha. Yeah. Chị còn mong nữa đó. Trời ơi, nó làm càng nhiều ra chị càng vui lắm, chị mừng lắm. Bởi vì á, cái mưu đồ của chị là chị muốn đập cho nó tan tành cái đảng đỉ này mà. Trời ơi, có nhiều con chó nó vô nó không biết nhục. Nó còn vô nó nói, à mày đưa tin, đổi tiền có đổi không vậy con chó? À, nó có đổi tiền, làm cho người dân rút mẹ tiền cho đảng đỉ. Tôi bay banh tành tao lông ngồi tức mà trước đây là kêu bằng là điên cuồng lên là được rồi. Tao đâu cần là đổi, không đổi thôi. Không đổi thôi chứ. Tức chưa con? Hả? À, tức chưa? Trào máu họng tôi bay chưa? Ta đâu cần đâu. Không đổi không sao. Lạng quạng mà có chịch mắt men cái là tao la làng luôn. Giống như bây giờ ta đưa tin cho ta thấy không? Tụi bay đang chuẩn bị cắt internet, cắt điện truyền hết trơn. Sợ những cái đứa nhỏ nhỏ học ở trong trường nó biết được thì tao lên tao cho tuổi trẻ nó biết. Để cho cái đám tuổi trẻ này nó đứng lên nó quậy tụi bay chơi. Trời ơi, tao nói mà những là mấy cái thằng choi choi này mà nó chịu quậy rồi đó là tụi bay không có cửa. Người ta nói nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò mà. Các em thấy con ngựa nào mà cô giáo mà nó bắt các em mà chép bài phạt đó. Bắt đầu là các em những này là nó kể cho bạn bè nào đó nghe. Rồi các mình đừng có lên mình chửi nó biết mặt mình. Cho người khác bắt đầu lên chửi nó. Lôi cao tàn cố tổ nó ra chửi cho nó mang nhục chơi. Theo dõi coi coi nó lấy chồng bao nhiêu thằng. Nó vợ của thằng chó đẻ nào. Nó mất dạy ra làm sao. Các em lấy điện thoại các em quay lại tung lên trên mạng cho chị. Làm vậy cho nó bỏ cái tật hết dám lên. Trở mà làm cái giọng mất dạy mà giả láo dạy sửa các em thôi nha. Vậy thôi à. Chị ơi chị, bây giờ đi chơi khuya có vụ gì mà nó bắt vào để nó thử coi coi có bị sida không hoặc là bị nghiện không, rồi nó bắt tụi em phải trả tiền cây kim nữa kìa chị ơi. Chị ơi chị, bây giờ tụi Tàu Cẩm nó xuống miền Tây, nó mua quýt non 10.000 đồng một ký để cho mai mốt mình không còn quýt nữa, để nó đem quýt của nó có chất độc qua cho mình ăn kìa chị ơi. Cảm ơn con nha. Rồi, cảm ơn em chứ. Giỏi.
thằng này nó thông minh nè, thấy không? Tôi chưa kịp nói là nó đã nói rồi đó. Thấy người ta nhỏ mà người ta khôn ghê không? Nó qua nó mua quýt non 10.000 đồng ký để cho không còn quýt nữa, bắt đầu đem quýt độc qua để mà nó bán. Người ta khôn ghê không? Em này á, nó ỉa ra cho thằng Trọng Lú ăn. Bởi thằng Trọng Lú á, cái trí óc không bằng cái em này. Còn mấy cái thằng trong bộ chính trị tụi bay, nhục chưa? Nhục nhã chưa? Đủ nhục chưa? Hả? Rồi nha. Chị ơi, hết giờ rồi. Bây giờ tóm lại nha. Đảng Cộng sản Việt Nam tụi bay có anh hùng có ngon thì phải viết bằng tiếng Anh đơn từ đàng hoàng để kiện thằng Google và YouTube nha. Đừng có đăng báo Việt Nam, mấy thằng Mỹ bên đây hồi hôm qua nó nói với tao, nó kêu tao chuyển lời với tụi bay vậy đó, nghe chưa? Cho nên muốn kiện nó đó thì lên một cái văn bản tiếng Anh đàng hoàng để cho tất cả những cái TV ở bên Mỹ nó đăng lên để tao ngồi tao cười, để cho người ta ỉa trên đầu thằng Hồ Chí Minh, đái trên đầu của cái bộ chính trị, cái đảng đĩ tụi bay, để tụi bay biết ngục thế nào nha. Làm nha. Thằng nào mà không kiện không làm, thằng đó làm con chó, đảng đó làm con chó nha. Chứ tụi bay đừng có bài đặt mà đăng lên ba cái tiếng Việt Nam. Tụi bay thưa gửi người ta, tụi bay bà đặt, tụi bay đứng là đòi thưa đòi gửi. Mà tụi bay đăng tiếng Việt Nam thì ai mà những này là bố bảo mà những này là đọc được. Có ngon kiện thì đi ghi tiếng Anh vô, phô trương lên bằng tiếng Anh cho tao, nghe chưa? Nghe. Chết mẹ tụi bay với tao trong nay mai. Thôi, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Chương trình Khai Dân Trí tới đây là hết. Xin cảm ơn mọi người. Chúc các bạn vui khỏe và tiếp tục mạnh mẽ, không sợ. Các bạn đã có một lý tưởng tự do, đấu tranh cho một Việt Nam là không sợ bất kỳ một kẻ nào, một tên nào, kể cả là bạn bè của mình, mà khi trớ mặt mình cũng phải quyết đoán, phải gan dạ, phải dũng mãnh. Đừng có tụi nhoi đầu tụi bay, tụi quá tụi mất dạy với tao. Tụi bay vô đó, đụng với tao. Đó đi đi con. Vô chẳng tìm cách để hạ danh dự tao đi, hạ uy tín tao đi. Tao đâu có quy đâu, tao phải hạ. Tao thuộc về là rùa. Không phải, tao thuộc về là rồng luôn chứ không có còn là quy đâu mà tính mẹ. Bye, cảm ơn mọi người nha, bye bye.